Phương Thúy xin mến gửi lời chào tới quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh truyện. Thưa quý vị, với đàn ông, bạn không bao giờ là duy nhất. Vì vậy, hãy làm tốt hai việc. Tự chăm sóc bản thân và đừng kỳ vọng quá nhiều. Đàn bà gặp được người đàn ông biết chăm lo cho mình. Điều đó là may mắn. Nhưng cũng đừng bao giờ chắc chắn là người đàn ông của mình không ngoại tình. Đàn ông ham của lạ. Câu nói này muôn đời vẫn đúng. Dù thứ của lạ kia có không đẹp thì nó vẫn là đàn ông gặp được người phụ nữ biết trước biết sau, biết chu toàn công việc nhà cửa, đó là diễm phúc, đừng bao giờ để người đàn bà của mình phải buồn. Ấy vậy mà trong câu chuyện của chúng ta ngày hôm nay lại kể về một người đàn ông không biết hưởng phúc, không biết trân trọng người phụ nữ bên cạnh. Câu chuyện kể về Trần Tri Ân và Tống Ngôn Kỳ đã yêu nhau suốt 3 năm trong suốt thời gian đó trần tri ân luôn giữ quan điểm bảo thủ và cố chấp về chuyện quan hệ trước hôn nhân điều này khiến cho tống ngôn kỳ không hài lòng anh bị cuốn hút bởi một cô gái nóng bỏng khác ngôn kỳ đã lén lút có quan hệ ngoài luồng không muốn bị mang tiếng là người phản bội và muốn thoát khỏi mối quan hệ một cách êm đẹp tống ngôn kỳ đã tính kế để tri ân lên giường với trần duật hoài một kẻ nổi tiếng là phong lưu đa tình Thế nhưng, kế hoạch của Tống Ngôn Kỳ lại gặp phải một bất ngờ lớn. Trần Duật Hoài từ lâu đã đơn phương yêu Trần Tri Ân. Những toàn tính của Ngôn Kỳ vô tình trở thành cơ hội để Trần Duật Hoài thể hiện tình cảm chân thành của mình và gần gũi với Trần Tri Ân hơn. Tình yêu bị chôn giấu trong nhiều năm của Trần Duật Hoài dần dần làm lay động trái tim của Tri Ân, khiến cho cô nhận ra rằng người thực sự trân trọng và yêu thương cô đã luôn ở bên cạnh mà cô không hề hay biết. Câu chuyện tình tay ba này sẽ đi đến đâu? Tống Ngôn Kỳ liệu có hối hận khi thấy Trần Chi Ân hạnh phúc bên Trần Duật Hoài hay không? Liệu tình yêu chân thành có đủ sức mạnh để vượt qua mọi rào cản và sự cố chấp? Mời các bạn cùng theo dõi hành trình đầy cảm xúc và những biến cố bất ngờ trong câu chuyện ngay sau đây. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Năm thứ ba, ở bên Tống Ngôn Kỳ, tôi như mọi cô gái khác nghiêm túc trong tình yêu. Bắt đầu muốn tiến đến một cuộc hôn nhân bền vững. Ngày kỷ niệm 3 năm, tôi đã chuẩn bị nhẫn đôi, nhưng cuối cùng lại không có cơ hội để lấy ra. Giữa buổi tiệc hôm đó, tôi ra ngoài nghe điện thoại, vô tình nghe thấy cuộc nói chuyện của anh ta với bạn bè. Trần Tri Ân rất tốt, rất ngoan, nhưng tôi không cần nữa. Cô ấy cứ như bát cháo trắng, mọi người hiểu không, rất ấm lòng, khiến cho người ta thoải mái, nhưng lại nhạt nhẽo. Tôi đã ăn 3 năm rồi, chán ngấy thật rồi. Gần đây tôi có quen một cô gái rất mạnh mẽ, Phong cách táo bạo, dáng người tuyệt đẹp, tôi thực sự đã bị cô ấy cuốn hút. Cậu thật sự muốn chia tay sao?" Tống Ngôn Kỳ ngậm điếu thuốc, cười một tiếng, "Muốn chia tay thật mà, giờ đầu óc tôi toàn là hình ảnh của cô gái đó." Nói rồi anh ta thở dài, vừa bất lực vừa buồn phiền, nhưng tôi không tìm ra lỗi gì của Trần Trí Ân hết. Tôi không muốn làm kẻ xấu, nhưng lại không có lý do hợp lý để bỏ rơi cô ấy tôi đứng phía sau cây xanh cao lớn nhìn người đàn ông mà tôi đã yêu suốt ba năm anh ta nhíu mày ánh mắt đầy vẻ bối rối ba năm trước anh ta dốc lòng theo đuổi tôi ba năm sau anh ta đau đầu nghĩ ra cái cớ hợp lý để bỏ rơi tôi khuôn mặt của tống ngôn kỳ bỗng trở nên mờ nhạt trong tầm mắt những giọt nước mắt lăn xuống từ chiếc lá xanh mướt tôi đưa tay sở lên má mới nhận ra mình đã khóc từ lâu khi tôi quay lưng định rời đi, đột nhiên nghe thấy một người bạn của anh ta lên tiếng, "Tôi có ý kiến, nghe nói Thẩm Duật Hoài vừa trở về nước, vị thái tử gia này phong lưu, không có người phụ nữ nào mà anh ta không chinh phục được hết." Tống Ngôn Kỳ lập tức cau mày, "Ý cậu là gì? Nghĩa là nếu Thẩm Duật Hoài chinh phục được cô ấy thì cậu sẽ có lý do chính đáng để chia tay không phải sao?" Thẩm Duật Hoài luôn kén chọn, sao anh ta lại để mắt đến cô ấy được? giọng của tống ngôn kỳ có chút lạnh lùng nghe nói vị đại thiếu gia này lại thích kiểu như vậy những năm qua anh ta đồi hơn chục cô bạn gái toàn là những cô gái ngoan ngoãn cứ như chơi trò xếp hình vậy vừa hay gương mặt của trần tri ân rất hợp ý anh ta tống ngôn kỳ lại quả quyết lắc đầu tính cách trần tri ân ngoan ngoãn quy củ cứng nhắc cô ấy sẽ không thích loại người như anh ta đâu vậy nên dù thẩm duật hoài có đề mắt đến cô ấy thì cũng chẳng có ích gì thử xem dù sao thì cũng chẳng mất mát gì biết đâu cậu lại giải quyết được vấn đề phiền phức này hơn nữa Thái Tử gia chọn chọc kẹo bạn gái cậu cũng có lỗi với cậu còn nợ cậu một ân tình đâu dễ kiếm được đâu tống ngôn kỳ chậm rãi cúi đầu không nói gì thêm đúng lúc tối nay Thái Tử gia cũng đang ăn tối ở đây thử xem Tôi chăm chú nhìn vào mặt Tống Ngôn Kỳ, khoảng 10 giây sau, anh ta nhẹ nhàng gật đầu, ngay khoảnh khắc anh ta gật đầu, sợi dây ràng buộc cuối cùng trong lòng tôi và anh ta bỗng dưng tan biến hoàn toàn. Khi buổi tiệc kết thúc, Tống Ngôn Kỳ nói rằng đã uống quá nhiều, muốn tôi ra ngoài vườn đi dạo cùng với anh ấy. Tôi không từ chối, khi ra ngoài, anh ta vô tình làm đổ nước ngọt lên váy tôi, dẫn tôi vào phòng nghỉ thay váy mới, chiếc váy trắng kiểu dáng rất thuần khiết em để tóc xõa trông đẹp hơn tống ngôn kỳ bất ngờ đưa tay tháo chiếc kẹp tóc của tôi mái tóc dài đến eo xõa tung mượt mà như lụa ánh mắt anh ta thoáng chút dịu dàng nhưng rồi vẫn nói đi thôi khu vườn rất rộng đêm xuân thỉnh thoảng có tiếng côn trùng kêu nhưng càng làm tăng thêm sự yên bình tri ân em chờ anh một chút anh đi gọi điện thoại tôi gật đầu vẫn không từ chối Tống Ngôn Kỳ cầm điện thoại rời đi, nhưng mãi không quay trở lại. Một người đàn ông say rượu ra hút thuốc, say khướt sán lại tán tỉnh. Tôi không kịp tránh, cổ váy suýt bị kéo ra, hoảng loạn kêu lên. Cách đó không xa có tiếng bước chân vội vã. Vài người vệ sĩ cao lớn mặc đồ đen chỉ trong vài giây đã đạp ngã kẻ say rượu. Rồi tôi thấy thẩm ruột hoài nổi tiếng trong truyền thuyết. Anh đứng trong màn đêm, đầu ngón tay lóe sáng ánh lửa, Ánh đèn mờ ảo chiếu lên khuôn mặt anh không rõ ràng, chỉ thấy dáng người cao gầy thanh mảnh. Tôi có chút lúng túng nắm lấy cổ váy, mái tóc dài rối tung trước ngực, gió đêm xuân thổi nhẹ qua chân váy khiến cho bắp chân tôi ngứa ngáy. Tôi không nhịn được mà cúi xuống phủ nhẹ, gót giày gãy làm tôi đứng không vững, cơ thể trao đảo suýt ngã. Người đàn ông với đôi tay mạnh mẽ bỗng giữ chắc lấy cánh tay tôi, sau đó, chiếc áo vest ám nhẹ mùi thuốc lá và trầm hương được khoác lên vai tôi, che kín bờ vai trần của tôi. Phía tây khu vườn, có một cái tròi nghỉ chân nằm ở vị trí cao. Tống Ngôn Kỳ và bạn anh ta đứng ở dưới tròi, nhìn thấy rõ ràng mọi thứ trong vườn. Anh ta thấy vệ sĩ của thẩm duật hoài giải vây cho Trần Tri Ân. Thấy thẩm duật hoài kịp thời đỡ Trần Tri Ân, lại khoác áo vào cho cô ta mọi chuyện diễn ra đúng như lời bạn anh ta nói thẩm duật hoài vừa nhìn thấy trần tri ân lần đầu ánh mắt liền không rời khỏi khuôn mặt cô lúc đầu tống ngôn kỳ cảm thấy vui mừng nhưng khi thấy trần tri ân không tránh né chút nào anh ta lại cảm thấy khó chịu không nói nên lời trần tri ân rất nhút nhát ngoan ngoãn và nghe lời dù tống ngôn kỳ chán ghét sự nhạt nhẽo của cô ta nhưng trong lòng lại mong cô chỉ ngoan ngoãn với một mình anh ta Đêm tối dần, anh ta nhìn thấy trợ lý của thẩm ruột hoài mang đôi giày mới đến, nhìn họ nói chuyện gì đó. Thì thoảng Trần Tri Ân mỉm cười, hai má lúm đồng tiền thoáng hiện ra, vừa ngoan ngoãn vừa ngọt ngào. Không biết từ khi nào anh ta đã gỡ bỏ điếu thuốc, nhìn đến đờ đẫn. Khi Trần Tri Ân ngoan ngoãn theo thầm ruột hoài rời đi, anh ta bỗng mất bình tĩnh, siết chặt nửa điếu thuốc đang cháy, lòng bàn tay bị bỏng rát đau đớn, Tống Ngôn Kỳ vội buông điếu thuốc ra. Lúc ngẩng đầu lên, khu vườn đã trống trải, chẳng còn ai. Lên xe của thẩm ruột hoài, tôi mới nhận ra sự khác thường trong cơ thể. Chắc là do cốc nước trái cây cuối cùng Tống Ngôn Kỳ cho tôi uống, có chứa thứ gì không sạch sẽ. Tôi biết anh ta đê tiện, nhưng không ngờ anh ta lại đê tiện đến mức này. Ba năm bên nhau, hai bên gia đình đã gặp mặt, mọi người đều nghĩ chúng tôi sắp bàn tới chuyện kết hôn. Nhưng giờ đây, anh ta lại tự tay đẩy tôi cho người đàn ông khác, chỉ vì để có thể thoải mái bỏ rơi tôi mà không phải mang gánh nặng. Thuốc càng lúc càng mạnh. Lúc xe sóc này, chân tôi va vào đầu gối thầm ruột hoài, cơ thể nóng rực mềm nhũn đến mức gần như không thể ngồi vững. Anh ngẩng đầu nhìn tôi. Trần Tri Ân, em sao vậy? Tôi đã dần mất đi ý thức, không nhận ra anh đang gọi đầy đủ cả họ cả tên của tôi. Cổ họng khô khốc khó chịu, giọng tôi khàn khàn yếu ớt anh thầm tôi định nói nhờ anh đưa tôi đến bệnh viện nhưng khi tay anh nắm lấy cánh tay tôi sợi dây lý trí mong manh bỗng nhiên đứt vật sao lại nóng như thế này thầm ruột hoài nhíu mày bàn tay áp lên trán tôi nhiệt độ cơ thể anh thấp hơn tôi một chút vừa chạm vào tôi thoải mái thở ra một hơi dài mùi thuốc lá nhạt dần hương trầm tỏa ra tôi nắm lấy ngón tay anh áp vào gò má nóng bừng thoải mái quá Thẩm Duật Hoài bảo tài xế quay đầu xe, hạ tấm chắn. Không gian ở hàng ghế sau rất rộng, nhưng kín đáo. Anh cuối cùng cũng tháo bỏ lớp mặt nạ, rút tay ra, nắm lấy eo tôi. Cơ thể tôi lơ lửng rồi nhanh chóng hạ xuống. Chiếc váy trắng của tôi sọc sạch quanh eo anh như bông hoa đở rộ. Thẩm Duật Hoài giơ tay, đầu ngón tay lướt qua đôi môi sưng đỏ của tôi. Ánh mắt anh mang theo ham muốn mở ám, giọng nói âm trầm đầy quyến rũ. Tri ân, sao vậy? Tôi mơ màng nhìn anh, không khống chế được mà mở miệng cắn vào ngón tay thon dài của anh. Cảm giác mát lạnh chỉ tạm thời làm dịu đi cơn nóng trong cơ thể. Muốn thoải mái hơn không? Tay kia của anh đặt ở eo tôi, giữ chặt. Nói rồi tay anh dùng lực nhẹ. Cơ thể tôi nghiêng về phía trước, ngã vào lòng anh. Có muốn thoải mái hơn không? Trong cơn mê man tôi gật đầu. Thầm ruột hoài giữ chặt sau gáy tôi. Anh cúi xuống, cạnh môi tôi, hôn sâu. Cơ thể tôi như có công tắc bí mật bị bật lên, tôi siết chặt tay áo thầm ruột hoài, ngón tay trắng bệch nhưng không thể kiểm soát, rên rỉ thành tiếng. Chỉ có vậy mà đã thoải mái sao? Anh khẽ cười, cắn nhẹ môi dưới của tôi, bàn tay to lớn bên eo càng ép chặt cơ thể tôi vào bụng anh. Thầm ruột hoài lại hôn tôi, chặn lại tiếng rên rỉ. Nếu không, tôi sẽ không nhịn được mất. Anh vừa nói xong, điện thoại của tôi liền đột ngột đổ chuông. Thẩm Duật Hoài chậm rãi lấy điện thoại từ trong túi ra. Trên màn hình, tên Tống Ngôn Kỳ nhấp nháy không ngừng. Anh nhếch môi, trong mắt lộ ra cảm xúc điên cuồng kìm nén. Tri ân là bạn trai em gọi, có muốn nghe không? Tiếng chuông điên cuồng như kéo chút lý trí của tôi trở về. Tôi lắc đầu thật mạnh, khóe mắt sớm sớm. Không, Thẩm Duật Hoài, đừng nghe. Không nghe cũng được, anh đặt điện thoại xuống dựa người vào ghế. Trần Tri Ân qua đây hôn tôi. Mở miệng. Đừng cắn. Anh nhíu mày vì đau, ngón tay kéo dây áo bên trong. Ánh sáng mờ ảo, chỉ có sắc trắng như tuyết thoáng hiện ra. Anh nuốt khan, giọng nói khàn khàn. Trần Tri Ân, em đã trưởng thành rồi. Tôi không hiểu lời của thẩm ruột hoài nói. Tôi 24 tuổi, đã trưởng thành từ lâu. Xe dừng lại là ở biệt thự của thẩm ruột hoài tài xế đã tránh đi từ lâu thẩm duật hoài dùng áo khoác bao bọc tôi bế xuống xe cơ thể nóng bức khó chịu tôi kéo áo muốn vứt đi nhưng anh giữ tay tôi lại cố chịu một chút còn chưa vào phòng mà tôi lắc đầu loạn xạ tay nóng bừng cởi cúc áo sơ mi của anh bàn tay chạm vào eo gầy và cơ bắp rắn chắc lòng bàn tay nóng bỏng áp vào cơ bắp mát lạnh sau đó áp cả khuôn mặt nóng rực lên hơi thở tôi cũng nóng và lên ngực anh Bước chân thầm ruột hoài rõ ràng chậm lại. Anh cúi xuống nhìn tôi, ánh mắt hiện lên vẻ bất đắc dĩ. Một lát sau, anh giữ tay tôi, bước nhanh hơn. Trần Tri Ân là tự em tìm đến đấy nhé. Đến lúc tỉnh táo lại rồi thì đừng có mà khóc, cũng đừng trách tôi. Điện thoại bị bỏ lại trong xe, lại reo lên không ngừng, nhưng không ai để ý. Sắc mặt tống ngôn kỳ lạnh lùng, anh ta không nhớ mình đã gọi bao nhiêu cuộc cho Trần Tri Ân, gửi bao nhiêu tin nhắn, nhưng tất cả đều như đã chìm xuống đáy biển. Đêm đã rất khuya, nhưng anh ta chẳng thể ngủ được. Mọi việc vốn diễn ra suôn sẻ đến không thể suôn sẻ hơn. Có lẽ ngày mai, anh ta có thể thoải mái bỏ rơi Trần Tri Ân mà chẳng còn gánh nặng gì nhưng trong đầu không thể xóa đi hình bóng của cô lúc trần tri ân mỉm cười với thầm ruột hoài anh ta đã cảm thấy hối hận đáng lẽ anh ta không nên nghe lời bạn bỏ thuốc vào cốc nước trái cây đó dù trần tri ân chỉ là một bát cháo trắng nhạt nhẽo anh ta thực sự đã chán đến không thể chán hơn nhưng vẫn không thể chấp nhận được việc bát cháo đó bỗng nhiên được một người đàn ông khác nâng niu trong tay có lẽ chỉ là do tính chiếm hữu nực cười đang tác động, có lẽ chỉ vì dù sao cũng đã ở bên nhau ba năm. Và trước đây đã từng thật lòng yêu cô, nên giờ mới có chút không cam lòng. Điện thoại bỗng đổ chuông, Tống Ngôn Kỳ theo phản xạ nhanh chóng cầm lên, nhưng không phải là cuộc gọi của Trần Tri Ân. Sao rồi? Thành công chưa? Vui chứ? Giọng của bạn anh ta vang lên có chút đắc ý, Tống Ngôn Kỳ lại thấy chói tay. Lúc nãy, họ ở trong vườn, tôi cũng chụp được ảnh, Cả lúc Trần Tri Ân lên xe của Thẩm Duật Hoài nữa, đều chụp rõ ràng, sáng mai cậu cầm mấy tấm ảnh này đến chia tay cô ấy, cô ấy chẳng còn gì để nói nữa đâu. Tống Ngôn Kỳ bất ngờ cắt ngang lời anh bạn, "Giờ Trần Tri Ân đang ở cùng Thẩm Duật Hoài sao?" "Không không, lúc nãy tôi đã để ý hỏi thăm rồi." Bạn anh cười, "Vị thái tử gia này tuy phong lưu nhưng làm việc vẫn đàng hoàng lắm, biết Trần Tri Ân là bạn gái anh nên đã đưa cô ấy về nhà rồi." Tống Ngôn Kỳ cúp máy cầm chìa khóa xe định ra ngoài, nhưng cửa bỗng mở ra, lộ ra khuôn mặt diễm lệ. Ngôn Kỳ, em đợi anh nửa ngày rồi. Giọng cô gái vô cùng nũng nịu quyến rũ, hoàn toàn khác biệt với Trần Tri Ân. Trái tim anh bị cám dỗ khó chịu đựng. Nghĩ đến việc Trần Tri Ân đã về nhà thì không có gì phải lo lắng nữa. Anh vốn định chia tay cô ấy. Bây giờ đi gặp, nếu lại mềm lòng mà bị níu kéo, vậy chẳng phải sẽ thất bại hay sao? đã đi đến bước này rồi tống ngôn kỳ nghiến răng cô gái trẻ nhiệt tình đã nhào tới ôm chặt lấy anh ta ngôn kỳ sao anh không nói gì vậy anh ta cúi xuống nhìn cô gái trẻ táo bạo hình ảnh trần tri ân tựa như bát cháo nhạt nhẽo nhanh chóng bị quên lãng anh ta nắm cảm cô gái cúi đầu hôn cô ta tối nay về với anh nhé anh không sợ bạn gái anh biết sao tống ngôn kỳ cười nhẹ bạn gái gì chứ em mới là bạn gái của anh cái đồ đáng ghét em còn chưa đồng ý mà. Đồng ý hay không, không phải em nói là được. Tống Ngôn Kỳ không nói nhiều, bế cô ta lên ném xuống sofa. Cô gái hoảng sợ kêu lên, ôm chặt cổ anh ta. Tống Ngôn Kỳ quỳ một gối bên cạnh tháo thắt lưng. Khi cúi xuống lần nữa, nhìn thấy khuôn mặt kiều diễm của cô gái trước mắt. Không hiểu vì sao, bỗng nhiên lại trở thành Trần Tri Ân. Tống Ngôn Kỳ sững sờ, nhíu mày. Anh ta đứng dậy, lật ngược cô gái lại quay lưng về phía mình, rồi mới cúi xuống lần nữa. Khi thẩm ruột hoài bế tôi vào bồn tắm, tôi đã kéo váy đến mức xốc sách. Lúc xuống nước, tôi mới tỉnh táo được vài giây, nhưng rất nhanh, nước ấm sượt qua làn da nóng rực cũng lập tức trở nên nóng bỏng. Lưng tôi áp chặt vào cơ thể rắn chắc của anh, thẩm ruột hoài cúi xuống hôn nhẹ lên mặt tôi. Trên giá để đồ, điện thoại mở ghi âm, tôi hoàn toàn không biết anh không có nhiều hành động thân mật, ngay cả nụ hôn cũng chỉ là sự kiềm chế nhẹ nhàng, nhưng lại khiến tôi khó chịu. Không nhịn được, tôi giơ tay ôm lấy cổ anh, muốn anh hôn sâu hơn. Nhưng thầm ruột hoài lại dừng lại. Anh nắm lấy cổ tay tôi kéo ra. Tôi mơ màng nhìn anh. Anh thầm. Thầm ruột hoài dựa lưng vào bồn tắm cười xấu xa. tri ân. Sao vậy? Tôi ngơ ngác nhìn anh. Em phải nói rõ ràng, em muốn gì? Nước trong bồn tắm gợn sóng nhẹ nhẹ. Chiếc váy ướt dính sát vào cơ thể mảnh mai nhưng quyến rũ, theo nhịp thở hỗn loạn mà phập phồng. Thầm ruột hoài cởi trần để lộ làn da màu mật và cơ bắp đẹp mắt. Tôi không nhịn được mà muốn chạm vào, nhưng vừa giơ tay đã bị anh giữ lại. tri ân, muộn rồi. Anh định đứng dậy, tôi không nhịn được nhào tới ôm chặt anh. Anh thầm, em muốn anh. Muốn anh làm gì? Muốn anh làm như trong xe. Anh là ai? Anh là anh thầm. Anh thầm sao? Thẩm ruột hoài nhẹ nhàng nâng cầm tôi. Trần Tri Ân nhìn kỹ rồi nói rõ ra. Nhìn kỹ rồi, anh là anh thầm, là thẩm ruột hoài. Tốt, bây giờ nói lại, em muốn gì? Tôi không chịu nổi nữa khóc nức nở, nhắm mắt hôn bừa lên cằm anh. Em muốn thẩm ruột hoài, muốn thẩm ruột hoài, muốn thẩm ruột hoài làm gì? Hôn em như lúc trong xe, Cuối cùng anh cúi xuống hôn tôi thật mạnh. Những mảnh vải vướng víu trên người cuối cùng cũng bị anh xé bỏ. Giây tiếp theo tôi bị anh bế ra khỏi bồn tắm. Ngay trước bàn trang điểm lớn trong phòng tắm, trong tấm gương sạch bóng, tôi nhìn rõ khuôn mặt mình. Lớp trang điểm nhẹ đã vai đi gần hết, nhưng cả khuôn mặt lại đỏ ửng như đánh son đỏ vậy. Đôi mắt long lành ánh nước, tôi vừa được anh bế ra khỏi bồn tắm, cả người còn ướt sũng hơn cả lúc ngâm trong bồn nữa. Thẩm ruột hoài cúi đầu hôn vào cổ tôi. Trần tri ân. Anh cắn nhẹ vào rái tay tôi. Sao lại gầy như thế này? Không ăn uống đàng hoàng sao? Thầm ruột hoài. Tôi khó chịu ngẩng mặt lên chừng mắt nhìn anh qua gương. Anh nói nhiều quá. Sáng hôm sau tỉnh dậy, tôi chỉ cảm thấy cơ thể như bị xe tải hạng nặng cán qua, mỗi tấc da thịt đều cảm thấy đau nhức. Rèm cửa bị kéo kín, không có chút ánh sáng lọt vào đầu óc vẫn chưa tỉnh táo hoàn toàn không phân biệt được hôm nay là ngày nào gắng gượng ngồi dậy tôi mới phát hiện mình không mặc gì cả đầu óc như nổ tung những mảnh ký ức rời sạc bỗng ùa về tôi như bị rét đánh ngẩn người ngồi trên giường vậy là tối qua tôi đã ngủ với thẩm duật hoài sau trong phòng trống rỗng nhìn vào cách phải trí đây chắc chắn là phòng ngủ của thẩm duật hoài Tôi không biết phải đối mặt với việc hoang đường này như thế nào nữa. Chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi nơi xa lạ này. Tôi nhanh chóng tắm xong. Lúc ra ngoài, liền thấy chiếc váy đã được giặt và sấy khô. Tôi vội vàng mặc vào, cầm điện thoại và túi sách, rời khỏi phòng ngủ. Xuống lầu cũng không thấy thẩm ruột hoài đâu. Người làm đang bận rộn trong phòng khách, thấy tôi thì liền mỉm cười. Trần Tiểu Thư đã tỉnh rồi sao ạ? Trong bếp đã chuẩn bị sẵn đồ ăn. Không cần đâu, cảm ơn tôi bước nhanh ra ngoài người làm lại đi theo sát phía sau tôi trần tiểu thư cô đang tìm thẩm tiên sinh sao thẩm tiên sinh hôm nay dậy muộn vừa ra ngoài chạy bộ chưa về ạ à? à không 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 tôi tôi không tìm anh ấy tôi dừng chân có chút bối rối không dám nhìn người làm giờ tôi phải về nhà đây cô cứ làm việc của mình đi không cần phải đi theo tôi đâu trần tiểu thư tiên sinh đã dặn rằng khi cô tỉnh dậy thì phải báo ngay cho ngài ấy ạ à? à không không cần đâu tôi vội vàng ngăn người làm lại tôi có việc phải về nhà ngay không cần phải làm phiền anh ấy vậy thì để tài xế đưa cô về ờ à, cũng không cần đâu tôi đã gọi xe rồi tôi không muốn gặp thẩm duật hoài vội vàng nói vài câu rồi nhanh chóng đi ra ngoài nhưng chưa kịp đến cổng chính thì thẩm duật hoài đã chạy về anh mặc đồ thể thao lộ ra cơ bắp vô cùng đẹp mắt tôi nhìn thoáng qua rồi vội vàng rời ánh nhìn cánh tay rắn chắc có vài vết cào rõ ràng nhìn rất mới chắc là do đêm qua tôi đã cào anh ấy em định đi đâu thẩm ruột hoài nhận khăn sạch từ người làm vừa lau mồ hôi vừa hỏi um, tôi về nhà chờ anh một chút anh tắm xong rồi đưa em về à, không cần phiền thế đâu tôi đã gọi xe rồi xe cũng đã sắp đến đây đây là nhà riêng xe ngoài không vào được đâu ít nhất em phải đi bộ một cây số em có chắc là mình đủ sức khỏe không thẩm ruột hoài nhướng mày nhìn tôi ánh mắt có chút trêu chọc Tôi cắn môi, siết chặt váy, chân tôi mềm nhũn, cơ thể còn đau nhức, bụng dưới cũng hơi khó chịu. Giày vẫn là đôi cao gót tối qua anh nhờ người mang đến, đi bộ một cây số sẽ khó chịu đến thế nào, tôi là người rõ ràng nhất. Anh đưa em về. Thẩm Duật Hoài bước lại, vén tóc tôi ra sau tai. Em ăn chút gì đi, nếu không dạ dày sẽ khó chịu. Tôi không kìm được mà nhìn anh một cái, có chút ngạc nhiên. Thẩm Duật Hoài không nói thêm gì cả, nắm tay tôi đi vào tôi ngồi ăn trong phòng ăn thẩm ruột hoài lên lầu tắm rửa điều khiến tôi ngạc nhiên là khẩu vị của anh và tôi gần như giống hệt nhau thức ăn chuẩn bị đều là món mà tôi thích không biết từ khi nào tôi đã ăn hết thức ăn trên đĩa thẩm ruột hoài tắm xong thay đồ rồi xuống lầu chỉ đơn giản là áo sơ mi và quần âu nhưng vẫn toát lên vẻ phong lưu anh nhìn đĩa thức ăn trước mặt tôi ánh mắt ánh lên nụ cười nhẹ ăn no rồi sao tôi hơi ngượng Ừ, đồ ăn của dì nấu bếp rất là ngon. Thẩm ruột hoài có vẻ rất vui. Anh vung tay trực tiếp tăng gấp đôi lương cho mỗi người trong bếp. Mọi người vui mừng rộn ràng. Tôi... Thái tử gia, quả nhiên là thái tử gia, đúng là giàu có, tiêu tiền như nước. Khi đến dưới nhà tôi, thầm ruột hoài bảo tài xế xuống xe trước. Tôi hơi khó hiểu nhìn anh. Có chuyện muốn nói với em. Chuyện gì vậy? Tôi hơi lo lắng, Thẩm Duật Hoài và Tống Ngôn Kỳ hoàn toàn khác nhau, nhà họ Tống dù giàu có nhưng không lọt vào được vòng của Thẩm Duật Hoài, còn Thẩm Duật Hoài dù mấy năm trước ở nước ngoài nhưng tôi vẫn thỉnh thoảng nghe danh của anh, về gia thế, bối cảnh của anh đều khiến cho người ta phải kinh ngạc, về đời tư rất phong phú đa dạng, tin đồn thường bị thổi phồng lên nhưng không có lửa thì làm sao mà có khói, ít nhiều vẫn có phần đúng. Nghe nói anh ở nước ngoài học rất nhiều, chơi bời cũng không ít, còn từng gây ra án mạng nữa. Nhưng với gia thế của nhà họ Thẩm, giải quyết những chuyện này chỉ là việc dễ dàng như trở bàn tay, chỉ là dính vào người như vậy. Trong lòng tôi vẫn cảm thấy vô cùng lo sợ. Dù từ tối qua mới tiếp xúc, giờ còn cùng người ta ở một chỗ nữa, nhưng Thẩm Duật Hoài luôn thể hiện rất lịch sự, cũng rất dịu dàng, anh không trả lời tôi, chỉ lấy điện thoại mở một đoạn ghi âm tôi vừa nghe câu đầu tiên mặt tôi đã đỏ bừng lên theo phản xạ tôi che tai lại thẩm duật hoài nhanh chóng tắt ghi âm nhưng tôi vẫn cảm thấy xấu hổ không chịu nổi đầu óc chỉ toàn là câu nói của mình em muốn thẩm duật hoài muốn anh hôn em như trong xe tôi chưa từng biết giọng của mình có thể mềm mại như vậy thẩm tiên sinh anh anh có thể xóa đoạn ghi âm đó đi được không tôi cẩn thận nhìn anh thẩm duật hoài cười nhạt tất nhiên là được rồi trần tri ân tôi ghi âm không phải để uy hiếp em vậy vậy thì là gì sợ em không thừa nhận sợ em nghĩ là tôi cố tình bắt nạt em ờ à, không thừa nhận sao tất nhiên tôi đã làm thuốc dài cho em cả đêm mà anh lạnh lùng nhìn tôi không thể làm không công được ừ, vậy tôi tôi xin lỗi tôi khó xử đến phát khóc không cần phải xin lỗi chịu trách nhiệm là được chịu trách nhiệm sao đúng chịu trách nhiệm nhưng nhưng cái gì tôi ngẩn ngơ chịu trách nhiệm như thế nào đây kết hôn thẩm duật hoài tôi kinh ngạc gọi tên anh thẩm duật hoài dựa vào ghế cười nhạt nụ cười của anh thật sự phong lưu nhìn thì khiến cho người ta rung động nhưng lại như hồi chuông cảnh báo người đàn ông như vậy tuyệt đối không thể dính vào đặc biệt là người như tôi hoàn toàn không chơi lại sao tôi đã mất sạch sự trong sạch em định không chịu trách nhiệm sao tôi trợn to mắt không dám tin nhưng thẩm duật hoài lại nghiêm túc hơn em về suy nghĩ cho kỹ đi thẩm tiên sinh nhất định phải như vậy sao ạ tôi cắn môi tối qua anh cũng rất hưởng thụ mà chúng ta coi như hòa hòa thế nào đây ý cười trên khóe môi thẩm duật hoài sâu hơn nhưng trong ánh mắt lại không cười trần tri ân em nói xem có thể hòa được không đây tôi cúi đầu vừa xấu hổ vừa sợ hãi Cuối cùng nước mắt tuôn rơi. Anh nói không sai. Tôi làm sao mà có thể hòa với anh được chứ? Anh là lần đầu, còn tôi thì không. Khóc gì vậy? Thầm ruột hoài thô bạo nắm cảm tôi lau nước mắt. Nếu em thật sự không muốn thì tôi cũng không ép. Xin lỗi. Tôi thực sự cảm thấy có lỗi. Tống ngôn kỳ bày kế hại anh ấy. Còn tôi đêm qua cũng mang theo sự tức giận và ý định trả thù thuận theo mà làm cũng xem như đã lợi dụng anh ấy không ngờ trong cốc nước trái cây lại có thứ bẩn thỉu như vậy cuối cùng sự việc lại diễn biến như thế này đây trần tri ân chúng ta thỏa hiệp đi thỏa hiệp như thế nào ạ à? không muốn kết hôn thì làm bạn gái của tôi thẩm duật hoài lại lau nước mắt cho tôi nước mắt nhiều như thế khó trách tối hôm qua tôi vội bịt miệng anh lại thẩm duật hoài anh không được nói nữa ngại cái gì chứ? Không phải chính là em bám lấy tôi không cho đi sao? Thẩm ruột hoài. Tôi nhào tới muốn bịt miệng anh lần nữa. Nhưng thẩm ruột hoài lại nắm lấy cổ tay tôi cúi đầu hôn xuống. Thế này không phải là hiệu quả hơn sao? Xuống xe, tôi suýt nữa thì đứng không vững. May mà thẩm ruột hoài kịp đỡ lấy tôi. Về đến nhà, mặt tôi vẫn còn nóng gian. Sự việc diễn biến hoàn toàn ngoài dự đoán. Chỉ trong hai ngày ngắn ngủi, cuộc đời của tôi đã có một bước ngoặt lớn như vậy khi tống ngôn kỳ gọi điện đến tôi vẫn không muốn nghe máy nhưng rất rõ ràng tình cảm ba năm giữa tôi và anh ta đã hoàn toàn kết thúc vào tối qua anh ta gửi cho tôi vài tin nhắn quy chat là vài bức ảnh tôi và thẩm duật hoài nói chuyện trong vườn tối qua và cả ảnh tôi đi theo anh ấy tri ân em có gì muốn giải thích với anh không tôi thấy thật buồn cười nếu tối qua không nghe thấy cuộc nói chuyện của bọn họ nhìn thấy những bức ảnh này có lẽ tôi thật sự sẽ vô cùng xấu hổ đôi khi tôi thực sự không hiểu tại sao đàn ông muốn chia tay không thể thẳng thắn nói ra họ lấy tự tin từ đâu mà nghĩ rằng phụ nữ sẽ nhớ họ mãi không chịu buông bỏ tôi có thể sẽ buồn nhưng buồn vì ba năm yêu đương không đi đến đâu trao đi tình cảm chân thành nhưng lại không có được kết quả tốt từ đầu đến cuối tôi không thẹn với lương tâm Tống Ngôn Kỳ, chúng ta chia tay đi. Bố mẹ của hai bên, ai nấy tự giải thích. Sau này đừng liên lạc nữa. Gửi xong tin nhắn, tôi không đợi anh ta trả lời, liền xóa và chặn tất cả thông tin liên lạc của anh ta. Tôi thử tìm kiếm thông tin về thẩm ruột hoài trên mạng, cũng nói chuyện với bạn thân nhất của tôi. Cô ấy cũng nghe nhiều tin đồn về thẩm ruột hoài, không khỏi lo lắng cho tôi. Chị ân, mình có bạn du học ở nước ngoài, cũng nói rằng anh ta từng gây ra án mạng những năm qua nhà họ thẩm rất lo lắng về chuyện kết hôn của anh ta tình sử quá phong phú lại lăng nhăng lạnh lùng các tiểu thư nhà danh giá không muốn gả con gái cho anh ta đâu mình hơi lo sợ anh ta bắt nạt cậu sợ cậu chịu thiệt thòi bị bắt nạt chịu thiệt thòi sao tôi hơi mơ hồ trong hơn một tháng tiếp xúc thẩm ruột hoài dường như không tệ như lời đồn chỉ có một điều à không hai điều anh luôn thích trêu chọc tôi. Trên giường thì không bao giờ thấy đủ. Bạn thân tôi quen biết từ khi học mẫu giáo. Chúng tôi thực sự rất thân. Thân hơn cả chị em ruột nữa. Tôi sợ cô ấy lo lắng nên đã kể hết mọi chuyện cho cô ấy nghe. Vừa nói xong cô ấy đã phát điên lên. Trần Chi Ân, sao cậu có thể giấu mình chuyện tốt như vậy? Ba tháng trước mình chia tay cũng chỉ có vậy thôi cậu biết không? Bạn thân lấy ra cây son mát vừa bôi vừa khóc. Sao cậu có thể chê kích thước không phù hợp chứ? Mình nói thật, cậu thử nghĩ xem, thẩm ruột hoài cao gần mét 9, mình chỉ hơn mét 6 một chút. Bạn thân nghe không lọt tay. Bạn trai cũ của mình cũng 1m88, cây cao treo quả ớt, không công bằng, không công bằng. Tôi chỉ có thể an ủi cô ấy, quả to cũng không tốt, thật sự sẽ đau mà. Mình chịu đau được. Bạn thân trợn mắt nhìn tôi, mình ghen tị chết đi mất. Trần Tri Ân à, mình, mình ghen tị chết mất. Cô ấy làm tôi cười không ngừng, như thể bóng tối cuối cùng trong lòng cũng tan biến hoàn toàn trong những tiếng cười đùa tối đó thẩm duật hoài đến đón tôi đi ăn tôi tưởng chỉ là buổi hẹn hò bình thường thôi không ngờ lại là buổi gặp gỡ bạn bè thân thiết của anh ấy tôi hơi khó hiểu nghe nói mỗi mối tình của thẩm duật hoài đều rất ngắn ngủi tôi nghĩ mình cũng không ngoại lệ nếu đã vậy sao lại cần gặp bạn bè xuống xe phải đi qua một khu vườn nhỏ mới đến được căn nhà nhỏ để ăn tối Tôi suốt chặng đường không nói gì cả, tâm trạng rất phức tạp. Không vui sao? Thẩm Duật Hoài đột nhiên dừng bước, không muốn gặp họ có phải không? Tôi lắc đầu rồi lại gật đầu, đều không quen biết mà, các anh nói chuyện chính trị hay là tài chính thì tôi cũng không hiểu. Thẩm Duật Hoài học quỹ đầu cơ ở nước ngoài, kiếm được khoản tiền đầu tiên. Bạn bè của anh ấy giờ đều là những người xuất sắc trong giới tài chính, còn tôi chỉ là một sinh viên đại học bình thường một tháng lương của tôi không đủ cho họ ăn một bữa chỉ đi ăn một bữa thôi ăn xong thì chúng ta đi thẩm duật hoài nói rồi đột nhiên nắm lấy cổ tay tôi kéo tôi vào lòng tri ân anh cúi đầu nhìn tôi hôn tôi một cái sao vậy đã một ngày không gặp rồi hôn tôi một cái đi thẩm duật hoài dùng ngón tay nâng cằm tôi giọng trầm ấm dịu dàng tôi vô thức nhìn xung quanh ánh sáng mờ ảo không có ai rồi tôi mới kiễng chân nhẹ nhàng hôn anh nhưng khi tách ra, thẩm ruột hoài đột nhiên đổi khách thành chủ. Bàn tay anh giữ chặt sau đầu tôi, mạnh mẽ hôn sâu. Đến khi gần hết hơi thở, anh mới buông tôi ra. Đôi mắt cười phong lưu của anh giờ chứa đầy tình cảm. Anh lau đi vết nước trên môi tôi, nắm tay tôi. Đi thôi, vào trong nào. Quay người, anh vô tình liếc nhìn một nơi nào đó, môi khẽ cong lên. Rốt cuộc, ai đang tính kế ai đây? nếu như không phải anh tự nguyện kế hoạch của tống ngôn kỳ làm sao có thể thành công dễ dàng như vậy gió đầu hè đã có hơi nóng nhưng tống ngôn kỳ đứng dưới gốc cây lại cảm thấy lạnh buốt bạn anh nói thẩm duật hoài thích những cô gái như trần tri ân nên khi gặp rồi thì sẽ không buông tay nữa nhưng trong thâm tâm anh ta vẫn luôn chắc chắn rằng trần tri ân ngoan như vậy chắc chắn sẽ không để mắt tới một công tử ăn chơi nhưng anh không ngờ Trần Tri Ân lại ngoan ngoãn chủ động ngẩng mặt lên hôn người đàn ông khác. Cô đã từng hôn anh ta như vậy. Ban đầu anh ta rất thích sáng vẻ ngoan ngoãn e thẹn của cô. Nhưng sau đó anh ta cảm thấy chán. Anh ta bị những cô gái hiện đại táo bạo làm cho mê mẩn. Hoàn toàn quên mất lúc đầu mình đã rung động vì cô như thế nào. Tống ngôn kỳ không thể diễn tả cảm xúc lúc này anh ta như mắc nghẹn khó chịu đến phát điên anh ta chưa từng nghĩ mình sẽ ghen tuông như vậy ghen đến mức gần như muốn phun ra máu vậy nhưng anh ta thậm chí không có tư cách để xông lên hỏi tội dù sao chính anh ta đã gây ra tất cả những điều này chính anh ta đã đầy trần tri ân đến bên thầm ruột hoài anh ta không thể trách ai khác buổi tiệc không hề nhàm chán như tôi tưởng có lẽ vì thẩm duật hoài luôn quan tâm đến cảm giác của tôi chủ đề thảo luận cũng rất nhẹ nhàng và vui vẻ khi đi vệ sinh vợ chưa cưới của một người bạn của thẩm duật hoài cũng đi cùng tôi khi rửa tay và trang điểm lại chị ấy mỉm cười nhìn tôi khi nào được uống rượu mừng của hai em đây tôi ngần ra một lúc chúng em chưa có kế hoạch kết hôn ạ à? không sao sao lại không chứ thẩm đại thiếu gia đích thân nói với chúng tôi mà nói gì cơ ạ à? Nói là năm nay anh ấy sẽ kết hôn. Tôi cười, có lẽ là với người khác. Em nói cái gì vậy? Em là bạn gái của anh ấy, chắc chắn là kết hôn với em rồi. Nhưng bạn gái của anh ấy không ai trụ được quá một tháng mà. Chị ấy nhìn tôi như người ngoài hành tinh. Em nghe ai nói vậy? Thẩm đại thiếu xa, hồi trung học có một bạn gái còn chưa có nắm tay nữa. Tôi siết chặt thỏi son. Anh ấy ở nước ngoài không phải có rất nhiều bạn gái sao ạ? có nhiều người theo đuổi anh ấy nhưng anh ấy rất lạnh lùng với những cô gái không thích anh ấy lạnh lùng đến tản nhẫn nên danh tiếng không tốt tôi vô thức mím môi hỏi câu hỏi mà tôi muốn hỏi nhất vậy anh ấy ở nước ngoài gây ra án mạng thật sự có một cô gái tự tử vì anh ấy không cứu được nhưng chị thấy anh ấy vô tội chỉ là từ chối người mình không thích thôi vậy sao không giải thích nhà họ thẩm có vô số phương tiện truyền thông và công ty giải trí muốn làm sáng tỏ chuyện này không khó không biết nữa bọn chị cũng thắc mắc nhưng anh ấy không muốn giải thích vì vậy những lời đồn bên ngoài càng ngày càng thái quá chị ấy cười bất đắc dĩ thật ra cuộc sống riêng của anh ấy khá là nhàm chán tính cách cũng buồn tẻ những thứ bọn chị chơi anh ấy không đụng tới chị ấy nói đùa em ở bên anh ấy có phải cũng thấy chán không không hề và lại anh ấy cũng không phải là người có tính cách buồn tẻ, rất biết cách trêu chọc người khác. Nhưng khi làm người ta giận thì lại rất biết cách dỗ dành. Nghĩ đến cảnh anh ấy dỗ tôi hôm qua, mặt tôi bỗng đỏ lên. Thẩm Xuân Hoài dường như thực sự không giống những gì người ta nói. Mà tôi từ đầu đến cuối dường như chưa từng ghét anh ấy. Hai tháng sau khi chia tay, Tống Ngôn Kỳ bất ngờ đến nhà bố mẹ tôi. Khi tôi nhận được cuộc gọi về nhà cũng rất ngạc nhiên anh ta đến nhà tôi lại là để nói chuyện kết hôn với bố mẹ tôi tôi thực sự tức cười những món quà quý giá anh ta mang đến tôi ném hết ra ngoài tống ngôn kỳ anh tính toán đủ mọi cách để chia tay cuối cùng cũng được như ý rồi giờ lại chơi trò này là sao đây từ nhỏ đến lớn tôi luôn luôn là người ôn hòa lần đầu tiên nổi giận lớn như thế này đến bố mẹ tôi cũng thấy hoảng sợ chị ân à có chuyện gì thì từ từ nói Tôi bảo bố mẹ vào phòng, bình tĩnh lại rồi nói. Tống ngôn kỳ, đừng làm phiền cuộc sống của tôi nữa. Đêm đó, những gì các người nói tôi đều nghe hết cả rồi. Tống ngôn kỳ lập tức hoảng loạn. tri ân à, anh thừa nhận lúc đó anh bị ba xui quỷ khiến, nhưng bây giờ anh hối hận thật rồi. Quá muộn rồi, tôi cười nhạt. Lúc anh bỏ thứ đó vào nước trái cây của tôi, anh nên nghĩ đến hậu quả. Nhưng tối đó không phải anh ta đưa em về sao? Không, tối đó tôi ở nhà thầm ruột hoài, Chúng tôi đã ở bên nhau cả đêm, chuyện gì cũng đã xảy ra rồi. Tống Ngôn Kỳ không tin, liên tục lắc đầu. Tôi không tin, không thể nào. Đây không phải là kết quả anh mong muốn sao? Chúc mừng anh, Tống Ngôn Kỳ, anh đã đạt được mong muốn rồi đấy. Tống Ngôn Kỳ mắt đỏ ngầu, bước tới, nắm chặt cánh tay tôi. Chị Ân à, tình cảm ba năm của chúng ta đâu có giống nhau. Khi anh nói ra những lời đó, tôi đã buông bỏ rồi. Tôi đẩy anh ta ra, giọng điệu bình tĩnh, không thể nào chúng ta đã bên nhau ba năm em không thể buông bỏ dễ dàng như vậy mời anh rời khỏi nhà tôi nếu còn đến đây lần nữa tôi sẽ báo cảnh sát ngay đây tri ân tống ngôn kỳ còn muốn nói gì đó nhưng tôi lập tức đẩy anh ta ra khỏi cửa rồi khóa trái lại an ủi bố mẹ tôi xong tôi chuẩn bị rời đi thẩm duật hoài đã đến dưới nhà có lẽ nhận ra tôi không vui anh đưa tôi đến một quán bar yên tĩnh khi say mềm thẩm duật hoài đưa tôi về nhà trên đường về anh hạ tấm chắn dịu dàng hỏi tôi tống ngôn kỳ đến nhà em làm gì tôi nằm trong lòng anh mơ màng đáp anh ta đến cầu hôn cầu hôn sao ừ tôi đã đuổi anh ta đi rồi anh ta còn nói ba năm tình cảm của chúng tôi tôi sẽ chẳng thể buông bỏ thẩm duật hoài không nói gì chỉ nhẹ nhàng vuốt má tôi anh không muốn nói ra nhưng thực sự đang ghen ghen tị với ba năm của trần tri ân và tống ngôn kỳ ba năm đó họ thực sự yêu nhau vì vậy không ai có thể chen chân vào nhưng bây giờ anh chỉ còn lại sự may mắn trong lòng trần tri ân tôi bị thẩm duật hoài bế về phòng ngủ đặt trước cửa sổ so với những lần dịu dàng trước lần này anh hoàn toàn thô bạo bàn tay nóng bỏng của anh đặt lên bụng tôi thẩm duật hoài hôn lên trái tai tôi tri ân ba năm tình cảm của em với anh ta thì sao chứ anh ta có thể như thế này không tôi khó nhọc lắc đầu tiếng nghẹn ngào vỡ vụn tôi khóc ngón tay cắm sâu vào cơ bắp rắn chắc trên cánh tay anh thẩm duật hoài em sợ tôi thật sự sợ chưa bao giờ như thế này tôi cảm thấy như mình sắp chết anh cúi xuống hút những giọt nước mắt của tôi trần tri ân lấy anh nhé tại sao vì anh thích em thích em sao ừm thích em đã rất lâu rồi thẩm duật hoài cười phong lưu như thường chỉ là khi đó em là bạn gái của người khác. Anh có thể ra ngoài trước không? Em đồng ý anh mới ra. Anh ra ngoài em sẽ đồng ý. Trần Tri Ân. Thẩm Duật Hoài dường như tức cười. Anh cúi xuống nhẹ nhàng cắn tôi một cái. Không đồng ý thì cứ ở trong này mãi thôi. Nhưng gia đình anh... Nhà họ thẩm không phải kiểu gia đình nhỏ như nhà tôi. Chuyện hôn nhân của Thẩm Duật Hoài không thể tùy tiện quyết định. Họ đã đồng ý rồi. Anh nói gì cơ? em nghĩ sao những năm qua có những tin đồn rằng anh chơi bời gây ra án mạng làm sao mà lan truyền được chứ thẩm duật hoài cười cách anh làm việc luôn như vậy để đạt được mục đích không bao giờ bận tâm đến quá trình và thủ đoạn anh yêu tri ân từ cái nhìn đầu tiên biết cô đã có bạn trai anh từng nghĩ đến việc từ bỏ nhưng rồi lại biến thái đến mức theo dõi mọi thứ về cô càng theo dõi càng khó buông bỏ có những tình cảm chẳng cần lý do đúng người đúng thời điểm dù tống ngôn kỳ không có ý định chia tay anh cũng sẽ tìm cách khác để cướp người yêu của anh ta về phía nhà họ thẩm anh đã lên kế hoạch từ lâu bởi vì anh biết sự khác biệt về gia thế là một hố sâu khó vượt qua nên anh phải loại bỏ những trở ngại đó quan niệm của người trung quốc là thế khi bạn đòi phá nhà họ sẽ cố ngăn cản nhưng nếu bạn chỉ đề nghị mở một cửa sổ họ sẽ dễ dàng chấp nhận vì vậy anh muốn cưới một cô gái xuất thân bình thường trong mắt người lớn điều này tốt hơn việc anh chơi bời gây ra án mạng không chịu kết hôn danh tiếng tồi tệ trần tri ân anh chỉ yêu mình em em phải chịu trách nhiệm với anh thẩm duật hoài bế tôi lên em là cô gái ngoan ngoãn và tốt đẹp nhất sẽ không trở thành kẻ vô tâm đâu có đúng không nào tôi bỗng bị từ kẻ vô tâm làm cho buồn cười cười xong liền vô thức gật đầu thẩm duật hoài bế tôi về giường cúi xuống hôn vào lúng đồng tiền bên má tôi vì em đã đồng ý anh sẽ ra ngoài nhưng tôi đưa tay ôm chặt lấy anh thẩm duật hoài anh chậm lại một chút thôi tôi dựa mặt vào ngực anh nghe tiếng tim đập nhớ lại đêm đó trong vườn lần đầu gặp anh anh khoác chiếc áo vest lên người tôi lúc đó đâu có ngờ chúng tôi sẽ đi đến ngày hôm nay trần tri ân nhắm mắt lại tôi ngoan ngoãn nhắm mắt ngón tay bỗng cảm thấy mát lạnh và vòng nhẫn vừa đeo vào tôi mở mắt thấy chiếc nhẫn kim cương lấp lánh trên ngón tay áp út trong bóng đêm lấp lánh sáng rực có thích không tôi mím môi cười nhẹ quay mặt lại nhìn thấy những bông hoa nở rộ trên ban công mùa hè đã đến những bông hoa của tôi cũng đã nở các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong bộ truyện ngắn thuộc thể loại tâm lý xã hội tình cảm rất hay mang tên Đau khổ vì bị bạn trai tính kế lên giường kẻ khác để chia tay qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh MC Phương Thúy các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.